Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là thứ bảy rồi, ngày 25 tháng 9. Bây giờ ở bên Úc của mình, bang của mình là 10 giờ sáng, thì các bạn bên Việt Nam cũng là 7 giờ sáng ha. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn về cái chủ đề là những điểm sáng của visa làm nông. Thì trong cái chủ đề này á, mình có chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là phần khởi động và phần thứ hai là phần kết quả. Trước khi mình chia sẻ vô cái điều này thì mình có một cái lời xin lỗi đến cho tất cả các bạn. Vì cái video clip trước khi mình nói chuyện thì mình có đề cập tới vấn đề dân số thì có với cái con số nó hơi sai. Mình xin lỗi tất cả các bạn về cái điều này. Hôm nay mình muốn đính chính lại cái dân số của nước Úc để các bạn biết được rằng nước Úc khi các bạn qua đây các bạn cũng hiểu được là một phần nước Úc nó như thế nào và cái dân số cũng như là cái diện tích của nước Úc. Thì từ đó các bạn hình dung ra được là nước Úc đang cần cái gì. Thứ nhất là nước Úc có vào cái ngày 24 tháng 9 năm 2021 vừa rồi á, thì có tổng kiểm tra dân số của nước Úc. Thì trong đó thì chính phủ cũng có gửi cái tờ giấy về cho mình và có cái mã code. Giờ mình lên trên internet thì mình log in vô rồi mình khai về cái vấn đề dân số. Thì cái kết quả mới nhất vào ngày 24 tháng 9 này thì nước Úc có tổng cộng là 25.853.824 người. Mình xin nhắc lại là 25.853.824 người. Chỉ có 25 triệu thôi, 800 ngàn thôi. Thì đó là như vậy. Xin lỗi các bạn. Về vấn đề diện tích đất của nước Úc, thì các bạn nhìn trên bản đồ, các bạn thấy là nước Úc nó là một cái châu riêng, và châu Úc riêng, châu Mỹ, châu Á gì đó, thì châu Úc là một cái nước, cái châu Úc riêng, nó nằm riêng. Nếu mà nói về một cái châu á, thì nước Úc là một cái châu châu nhỏ so với những châu Á, châu Âu, châu Mỹ là một cái châu nhỏ. Nhưng nói về cái hòn đảo á, thì nước Úc là một cái đảo lớn nhất trên toàn thế giới. Đó là một hòn đảo lớn nhất. Thì mình nói như vậy để các bạn hình dung ra nước Úc nó như thế nào. Và cái diện tích của nước Úc là 7.596.666 cây số vuông. Mình nói lại là 7.596.666 cây số vuông. Thì đó là cái diện tích của nước Úc, cái hòn châu Úc á, hòn đảo. Và cái mật độ dân số là ba người trên một cây số vuông, ba người trên một cây số vuông ha. Cho nên các bạn biết được rằng với 7.596.600 cây số vuông nó lớn đến cỡ nào, mà chỉ có ba người trên một cây số vuông mà thôi. Tổng dân số của nước Úc chỉ có trên 25 triệu mà thôi. Các bạn hình dung đi, ở Sài Gòn thôi đã có 10 triệu rồi, nguyên cả nước nước Việt Nam là chín mươi mấy triệu dân rồi. Việt Nam nó nhỏ như vậy á, chín mấy triệu dân rồi. Thì các bạn nghĩ là nước Úc lớn như vậy không có người, không có người, làm sao mà có thể đủ được người để làm việc đây? Cho nên chính vì vậy là nước Úc luôn muốn có di dân vào, không phải là chính phủ không có muốn có người di dân. Úc là luôn muốn có người di dân, bởi vì đó là những nhu cầu cần thiết của những thương nhân, thương gia, nông trại, họ rất là cần thiết về cái điều này. Bởi vì người dân Úc họ không có đứng ra họ đi làm nông trại, hoặc là người Úc họ không có đủ nhân công, nhân lực về những cái tay nghề để phục vụ cho những cái ngành công nghiệp, nông nghiệp của nước Úc. Mình ví dụ là họ có nhà hàng, họ có nhiều người nấu, khách thì vô, du lịch thì vô, nhưng mà không có người để nấu, bắt buộc họ phải tuyển đầu bếp vô, hoặc kỹ sư, bác sĩ, họ bắt buộc phải là tuyển người vô, họ đưa nhân công vô để mà làm việc trong nước Úc, để phát triển cái nền kinh tế của nước Úc lên. Hoặc là những cái nông trại họ phải có người để làm việc để mà cái nền kinh tế của nước Úc họ phát triển lên. Với một cái diện tích lớn và một cái số dân như vậy thì nước Úc là một cái nước mà lúc nào cũng cần người để đến nước Úc làm việc. Vậy thì do cái tình hình dịch Covid vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020 thì cái dịch Covid này nó bùng phát lên toàn thế giới. Thì chính vì cái điều do cái dịch Covid này
thì nước Úc họ đóng cửa. Mà khi đóng cửa thì có những người đi du lịch ra nước ngoài là một mớ rồi. Sinh viên cũng đi về nước cũng là một bớt một mớ rồi. À, không có người đi qua bên đây du lịch là đó một cái hạn chế rồi. Không có người đi qua đây du học là cái hạn chế thứ hai rồi. Khi đã đóng cửa hết tất cả mọi thứ thì không có ra và không có vô. Trước nhất á, là mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn về cái hiểu về cái vấn đề tài khoá nó như thế nào. Thường á là nước Úc họ kết thúc một năm vào cái tháng 6, là 30 tháng 6 có nghĩa là kết thúc. Thì khi các bạn đi làm, các bạn phải khai thuế cuối năm vào cái tháng 6 này. Ví dụ như trong tháng 6, 30 tháng 6 này, tất cả các công ty của bạn đi làm thì họ sẽ có một cái tờ giấy cho bạn để khai thuế cuối năm vào cái ngày 30 tây tháng 6. Thì khi mà các bạn có cái tờ giấy rồi, các bạn đi khai thuế là có nghĩa là kết thúc một năm và bắt đầu qua tháng 7, 1 tháng 7 là của tài khoá năm tới. Thì cái tài khoá năm vừa rồi là từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021, thì theo cái vị luật sư đó, vị này chia sẻ là thiếu 97.000 di dân. 97.000 di dân. Và cái tài khoá năm nay bắt đầu từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 thì thiếu có thể là 70.000 người. Thiếu 70.000 người. Thường thì á, là các bạn biết được là khi mà hai vợ chồng lấy nhau á, họ đi về Việt Nam hoặc là đi qua một cái nước nào cưới vợ hay là lấy chồng, cái hồ sơ xét duyệt của sở di trú là về vấn đề hôn thê, hôn thú á, là từ 15 cho đến 20 tháng. Nhưng bây giờ để mà có người qua Úc thì cái hồ sơ của diện vợ chồng rút ngắn lại chỉ còn 3 cho đến 4 tháng mà thôi. Sở di trú xét rất là nhanh để có người đi qua Úc làm việc. Thì đó là cái điều thứ nhất. Bên cạnh đó thì những thương gia cũng như là những người là chủ nông trại họ hối thúc chính phủ là hãy đưa những cái người lao động tay nghề cũng như là những cái người lao động về nông trại qua bên đây để làm việc, bởi vì họ không có người làm. Rồi bên cạnh đó những người chủ nông trại họ thay vì họ có 10 10 10 10 cái nông trại mà bây giờ họ chỉ có làm được có 2 hoặc 3 thôi. Bởi vì nếu mà làm nhiều quá thì không có người làm, họ phải bỏ. Họ bỏ thì họ sẽ mất tiền, không có làm được. Cho nên chính vì vậy họ chỉ có làm một cái nông trại hoặc hai cái nông trại mà thôi. Để duy trì thôi. Chứ họ không thể nào mà làm hết được 10 cái nông trại. Thì do cái sự thiếu hụt trầm trọng người như vậy thì thủ tướng ổng có nói rằng ổng sẽ giải quyết từ từ, ổng sẽ giải quyết từ từ với những người lao động tay nghề cũng như những người lao động nông trại. Thì đây là một cái điểm sáng thứ nhất dành cho những người lao động nông trại sẽ qua Úc làm việc mà thủ tướng có hứa rằng sẽ giải quyết từ từ. Nhưng để mở cửa chính thức thì phải tới tháng 6 năm tới mới mở cửa toàn diện trở lại. Trong thời gian này cho đến khi thực sự mở cửa thì thủ tướng sẽ giải quyết từ từ cho những cái nhu cầu của những thương nhân hoặc là những chủ nông trại để có nhân công làm việc. Và đây cũng là một thành phần ưu tiên của chính phủ dành cho những thương nhân cũng như là những chủ nông trại. Đây là một cái điều ưu tiên mà chính phủ đang cần phải làm. Các bạn nên nhớ là đây là cái điều ưu tiên mà chính phủ sẽ làm. Và cái điều kế tiếp là gì? Là những cái hội nông gia hoặc là cái giới nông gia họ có đề nghị với chính phủ rằng là hãy ân xá cho những người nào mà ở Úc lậu
Có nghĩa là những người nào đi du lịch qua bên đây thường là 3 tháng, 6 tháng, nhưng mà họ có những lý do nào đó thì họ ở Úc quá hạn và ở ở bên đây là ở ở lậu luôn. Thì những người ở lậu đó họ rất là sợ, họ không dám đi ra đường và cũng không có dám đi làm. Bên cạnh đó là họ cũng không có dám đi ra để mà trình diện với lại chính phủ hoặc là cảnh sát, bởi vì họ ở lậu mà, họ ở lậu thì lại không có tiền, mà đi làm thì lại làm chui, mà khi đã đi làm chui thì cái lương của họ sẽ không có được cao. Bên cạnh đó là cũng không có đi ra ngoài để chích vaccine nữa, thì chính vì vậy là sẽ có một số lượng người mà ở lậu tại Úc. Thì bây giờ những cái hộ nông gia này họ có yêu cầu chính phủ rằng là hãy ân xá cho những người ở lậu này. Đó là điều thứ nhất là ân xá. Và điều thứ hai là khi họ đi ra rồi, họ trình diện rồi thì chích luôn vaccine cho họ để họ đường đường chính chính làm việc cho những cái người chủ nông gia này. Bởi vì không có người làm, cho nên là bắt buộc là chính phủ, họ yêu cầu chính phủ là hãy ân xá cho những người này đi và chích vaccine luôn cho họ để mà bây giờ có người làm cho chúng tôi. Thì đây là cái yêu cầu của những người chủ nông gia, họ yêu cầu chính phủ vậy do cái tình hình là không có nhân công làm việc. Thì đây là cái điểm sáng thứ hai cho cái visa nông trại. Nhưng mà sở di trú họ cũng ghi nhận cái ý kiến này, nhưng họ chưa có sự giải quyết. Họ chưa có sự giải quyết là bởi vì sao? Họ sợ là sau này những cái người nó cũng sẽ bắt chước như vậy và làm cái điều đó thì sẽ không hay. Cho nên là sở di trú họ chưa có giải quyết về cái điều này. Nhưng mà ở đây là những người chủ nông trại họ có cái điều kiện là do tôi không có người thì hãy ân xá những người này đi để tôi có người để tôi làm việc, thì đây là cái điểm sáng thứ hai cho cái visa nông trại. Thì do cái tình hình dịch Covid thì chính phủ họ phải đóng cửa, thì khi đóng cửa thì tất nhiên là rất là nhiều ngành nghề liên quan về cái việc này họ bị mất việc. Khi mất việc thì chính phủ đã bỏ ra một số tiền rất là lớn để giúp đỡ cho những người này. Những người nào thất nghiệp chính phủ cho tiền, rồi bên cạnh đó chính phủ cho tiền những cái doanh nghiệp để mà giữ cái nhân viên lại ở lại làm việc, tại vì chính phủ không muốn là khi mà một doanh nghiệp không có buôn bán được thì phải là cho nhân viên nghỉ. Nhưng mà ở đây á, chính phủ muốn doanh nghiệp phải giữ nhân viên lại bằng cách là chính phủ đưa tiền cho doanh nghiệp và doanh nghiệp lấy cái số tiền của chính phủ đó để trả lương lại cho người dân, Một mặt chính phủ cũng hỗ trợ cho những người nào mà bị mất việc. Thí dụ như các bạn làm 38 tiếng một tuần, nhưng bây giờ các bạn chỉ còn có 18 tiếng hoặc 20 tiếng một tuần thôi, thì chính phủ cũng cho tiền để hỗ trợ bạn để mà bạn có đủ cái chi phí để sinh hoạt khi cái dịch Covid-19 này nó xảy ra mà nước Úc đóng cửa thì bị ảnh hưởng tới người dân. Thì chính phủ đã bung tiền rất nhiều để hỗ trợ giúp đỡ cho người dân. Khi mà bung tiền nhiều quá thì tất nhiên là chính phủ phải cần lấy lại từ cái nguồn thuế của người dân, thì phải cần lấy lại để mà bổ sung vô trong cái ngân quỹ. Thì muốn có được cái điều này thì bắt buộc các bạn phải có người cho những cái nông trại họ làm việc. Thì khi cái nông trại làm việc thì mới có phát triển cái kinh tế lên, thì mới có tiền đóng thuế lại cho chính phủ, mới có tiền đóng lại được cái đó, thì chính phủ mới lấy được cái tiền thuế đó để mà bổ sung vô trong cái ngân quỹ của chính phủ. Muốn được điều này thì bắt buộc phải cho những người chủ nông trại có người để làm, phải có người để làm thì mới phát triển được kinh tế, mới phát triển được
những cái nông trại lên thì mới có tiền đóng thuế cho chính phủ. Thì muốn được cái điều này thì bắt buộc phải cho những người làm nông trại, những người đi qua Úc làm nông trại. Thì đây là cái điểm sáng thứ ba về những người xin visa làm nông. Đây là cái điểm sáng thứ ba mà mình hôm nay tổng hợp lại mình những cái suy nghĩ của mình để nói lên là cái visa này, nông trại này nó rất là có hy vọng, nó rất là có hy vọng và sẽ có sự phát triển cái visa này trong thời gian sớm nhất. Thì hôm nay mình cũng muốn chia sẻ cho tất cả các bạn về cái điều thứ nhất trong cái chủ đề mà mình muốn gửi đến cho tất cả các bạn là những điểm sáng của visa làm nông. Thì cái ngày hôm nay, cái clip này mình muốn chia sẻ là về cái chủ đề là những điểm khởi đầu, những điểm sáng khởi đầu cho cái visa nông trại này. Và cái phần thứ hai cho cái chủ đề ngày hôm nay là gì? Đó là kết quả. Các bạn cũng biết là với những cái thời gian vừa qua thì rất nhiều chủ nông trại cũng đã lên tiếng xin với chính phủ là hãy cho những người công nhân vào nước Úc để làm việc. Bởi vì sao? Bởi vì trước đây những người chủ nông trại đã xin chính phủ 12 năm rồi, 12 năm trước đây rồi, nhưng mà chưa có được chính phủ chấp thuận cái điều này. Nhưng bây giờ phải nói ra do cái tình hình dịch Covid-19, đó là một cái nỗi đau của toàn thế giới, nhưng cũng do cái dịch Covid-19 này mà những cái yêu cầu của những chủ nông trại mới được chấp thuận. Bởi vì sao? Bởi vì do cái dịch Covid mà không có người làm. Không, khi mà không có người làm, khi mà chính phủ bỏ ra rất là nhiều tiền để hỗ trợ người dân do cái dịch Covid này, thì cái dịch Covid này cũng là một điều tốt dành cho cái visa nông trại này để đưa những cái người mà lao động qua bên Úc làm việc trong cái nông trại này mà trước đây những chủ nông trại đã xin 12 năm trước rồi, đã xin rất lâu rồi mà không có được chấp thuận. Hôm nay do cái dịch Covid-19 này và những cái điều kiện bắt buộc trong cái tình hình nước Úc không có người và rất cần người để qua bên Úc làm việc, thì cái kết quả của do cái dịch Covid và cái kết quả của cái sự mà các thiếu hụt lao động, thì chính phủ đã có cái sự bàn thảo và có những cái đề xuất cũng như là có một phát biểu vào ngày 23 tháng 8 để có một cái visa làm nông này để đưa những cái người lao động từ 10 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, qua bên Úc làm việc để mà bổ sung vô cái nguồn nhân lực, không phải chỉ cho nông trại mà cho tất cả những cái ngành nông nghiệp khác, một cái ngành công nghiệp khác của nước Úc đang là rất thiếu nhân công làm việc. Thì đây là cái kết quả. Có thể nói chúng ta nói là toàn thế giới là đang bị một cái đại dịch do Covid-19. Nhưng cũng là một cái điều may mắn, mình nói cái này thì hơi hơi có cái sự là không đúng, nhưng mà cũng do cái đại dịch này mà nước Úc thiếu người thì mới được cái visa này chính phủ nghĩ tới và bàn tới và có quyết định tới nó. Thì đây là cái kết quả dành cho cái visa nông trại này mà mình nghĩ nó sẽ có cái sự là đồng thuận của chính phủ vào cái thời gian nhanh nhất, có thể là trong tháng 9 hoặc có thể cuối năm nay. Thì đây là cái kết quả của sự thiếu hụt lao động mà do cái tình hình dịch Covid mà nước Úc đang thiếu trầm trọng về cái nhân công.
của những nông trại đang hối thúc chính phủ. Qua cái sự việc này thì chúng ta thấy được rằng cái visa làm nông này nó sẽ có một cái những cái dấu hiệu tích cực, rất là tích cực, mà những người Việt Việt Nam chúng ta ở bên Việt Nam sẽ có một cái rất là có hy vọng trong cái visa này nó sẽ sớm phát hành. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn về cái chủ đề là những cái điểm sáng và cái kết quả, những cái điểm sáng trong cái visa nông trại, để gửi đến cho tất cả các bạn rằng cái visa nông trại này nó sẽ, mình nghĩ rằng nó sẽ có sớm thôi, nhanh thôi, để mà có một cái nguồn nhân lực để mà bổ sung cho cái tình hình nước Úc đang thiếu nhân công rất là trầm trọng. Thì mình cũng xin kết thúc video clip này ở đây. Chúc các bạn luôn được sức khỏe trong cái dịch COVID, tình hình dịch COVID tại Việt Nam, và là sẽ có một cái hy vọng được rất là lớn cho cái visa làm nông này, để các bạn nếu xin được cái visa này thì sẽ có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn ha. Mình xin chúc các bạn lúc nào cũng được sức khỏe và an lành. Chúc các bạn luôn được sự may mắn. Hẹn gặp lại các bạn vào video clip sau của mình nha. Xin thân ái và chào tạm biệt.